mừng quý vị đến với chương trình Ai Là Triệu Phú. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi không có tổ chức thi bấm nhanh để chọn người chơi lên ghế, bởi vì thỉnh thoảng chúng tôi cũng muốn làm một chương trình Ai Là Triệu Phú đặc biệt nào đó, mà ở đó thì chúng tôi mời những vị khách đến chơi trực tiếp luôn. Lý do là có rất nhiều những người chơi thú vị, những người chơi rất là giỏi, nhưng mà chỉ mỗi tội khi thao tác cái động tác fastest finger, tức là bấm nhanh để chọn người nào đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất thì mới được lên ghế nóng, thì những người đấy lại không được. Và thật là tiếc. Cho nên là đôi khi chúng tôi sẽ mời những chương trình đặc biệt là mời trực tiếp những người chơi lên đây. Và hôm nay là một chương trình như vậy. Người chơi đầu tiên trong chương trình hôm nay của chúng ta là bạn Nguyễn Tiến Luật, 34 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Là diễn viên tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh. Thường thì các nghệ sĩ chơi chúng tôi cũng đem lại những cái giây phút rất là thoải mái, thư giãn rất tốt đối với quý vị khán giả truyền hình. Và đó là điều, một trong những cái tiêu chí mà chương trình đặt ra. Nguyễn Tiến Luật là một con người hài hước, ít nói nhưng khi nói thì không ít. Từ nãy giờ chưa nói câu nào, bây giờ thì bạn nói đi. Dạ. Tiến Luật xin chào quý vị khán giả ở trường quay. Hôm nay rất là vui và vinh hạnh được ngồi đối diện với lại chú Sâm. Được từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới trên này, được ngồi lên ghế này và được tham gia chương trình này là một cái điều gì đó rất là vinh dự. Và thật sự ra khi mà ngồi vào cái chỗ này rồi, mình thấy mình phải rung. Ở nhà có coi rồi, thấy ủa có gì đâu rung trời, sao vô đây ngồi rồi bây giờ mới thấy rung. Thực ra thì ghế nó bình thường thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà có một chút tâm lý nào đấy. Nhưng không sao, chúng ta đang trao đổi những cái câu chuyện để mục đích để các bạn làm quen với cái ghế mà chúng tôi gọi là ghế nóng. Sở thích là xem phim và hát. Thế này đi, kịch thì nhiều người xem rồi, hát thì không được nhiều người xem lắm. Hôm nay có thể hát một câu hát nào đấy cho khán giả nghe được không? Dạ. Xin gửi quý vị khán giả một chút xíu thôi, tại vì hát nhiều quá nó sẽ bị bể, nó không hay lắm. Bài niệm khúc cuối. Vâng. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Với tư cách là một người khán giả thì tôi có thể đánh giá được bạn hát rất cảm xúc, rất hay. Rất là cảm ơn bạn. Cảm ơn chú. Lý do tham gia chương trình là muốn được gặp chú Sâm từ SV96 và sau 20 năm mới thành hiện thực. Năm 96 thì hồi đấy là 20 năm trước thì lúc đấy Tiến Luật mới là 14 tuổi. 14 tuổi. Và hồi đó thì cháu có xem các chương trình SV không? Dạ có. SV96 rồi nói chung là cái ấn tượng mạnh nhất là lúc SV96 là chưa nào hình là cháu ở bên nhà dì cháu cũng mở lên xem. Đúng rồi, đấy là một cái chương trình nó ghi dấu ấn rất là lớn đối với khán giả khi đó đúng không? Và nhất là khi đó thì lại còn ít chương trình truyền hình thực tế hay là trò chơi trên truyền hình hầu như là chưa có. Cái tên MC, tên dẫn chương trình đầu tiên cháu nhớ là tên Lại Văn Sâm. Cảm ơn cháu. Vợ có hay ghen không khi mà bạn diễn nhiều như vậy và hát hay như vậy, hát cảm xúc đến như vậy? Dạ, vợ không có ghen. Không ghen? Dạ. Ta bảo ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Tại vì vợ của con á, là làm chung nghề với con luôn. Cho nên là hai người hiểu nhau, không có ghen. Vâng. Và bình thường thì một tuần thì cháu diễn mấy tối? Dạ, 3 tối. Và thường thì cháu vào vai gì? Dạ. Chính diện hay phản diện? Ít vào vai chính diện lắm chú. Cháu thường cháu vào vai hài, vai phản diện. Khi ở nhà thì cháu theo dõi các chương trình Ai Là Triệu Phú thì cháu có hay hai vợ chồng có hay tự trả lời với nhau không? Dạ... thường thì ít khi nào mà hai vợ chồng cháu nằm xem chung được lắm. Thường thì cháu không nằm thì ngồi. Dạ. Có bắt buộc phải nằm xem đâu. Dạ, thì cũng có khi là hai đứa ngồi xem chung rồi cũng có trả lời với nhau. Đa phần là hai đứa đều sai hết. Dạ. Vâng, và hôm nay cháu đến chơi với chúng tôi cùng ai? Dạ đi chung với lại vợ cháu. Một gương mặt rất quen thuộc, bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu Thu Trang. Dạ. Xin chào. Dạ. Chào chú Lại Văn Sâm và xin chào quý vị khán giả trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình của VTV. Thu Trang và Tiến Luật là một cặp đôi vợ chồng, đúng không? Dạ. Hai cháu đã xây dựng gia đình lâu chưa?
Dạ, tụi cháu hình như là năm 2011. Hình như thế. Không phải là ngồi ghế này mới rung đâu, chú ngồi trên đó cũng ngồi rung trên nữa. Kia cũng run luôn. Dạ. Ngồi đằng sau cũng run luôn. 2011 đúng không? Dạ, ngày 11 tháng 1 năm 2011. Đó. Người ta đang ngồi ghế nóng, người ta còn bình tĩnh hơn mình, người ta còn dạ, nhớ kỹ phải. Hơn mình. Tại vì con là bị một cái tật là con hay quên, chồng con thì nhớ ngày tháng giỏi hơn con. Ừ. Nhưng mà quên gì thì quên, quên cả cái ngày tháng cưới nhau. Ngày sinh nhật của con còn quên. Thế còn con nhớ là yêu nhau thì bao nhiêu năm? Dạ. Cũng lại quên nốt. Không, không, cái này thì nhớ, tại nhớ rõ. Tại vì cái này cũng như là một cái gì đó nó hơi tự hào về cái thời con gái của mình. Là chồng con là đeo đuổi con 5 năm trời. 5 năm. Rồi chính thức quen nhau 2 năm rồi mới cưới. Thế tức là trừ đi 2011 trừ đi 2 năm là 2009. Trừ tiếp đi 5 năm là 2004 là đã theo đuổi rồi. Dạ. Và đến 2009 là chính thức đặt vấn đề cầu hôn. Dạ. Cưới nhau lúc 2011 tới 2012 thì cháu mới biết là cháu bị cận 7 độ. Cái năm 2004 lúc mà cháu theo đuổi Trang, cái hình ảnh nó nhòe quá chứ không thấy. Tức là may mà phát hiện muộn đúng không? Dạ. May mà phát hiện đã cưới rồi, việc đã rồi. Chứ dạ. Còn nếu mà phát hiện trước thì chưa biết thế nào đâu. Thế còn khi đó thì Tiến Luật chủ động đặt vấn đề. Dạ. Và cháu ngay nhận lời ngay lập tức hay không? Dạ nhận liền chứ, tại lúc đó cũng lớn rồi sợ ế. Đã có bé chưa? Dạ có rồi chú. Bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé được 4 tuổi rồi. Sinh năm hợp lệ, 2011. Cô đã nhầm xem là cưới nhau khi nào mà con đã 4 tuổi rồi. Dạ. Có trai con gái? Luật. Dạ con trai ạ. À. Con trai, dạ. Giống bố hay giống mẹ? Dạ, ai cũng nói là giống cháu hết. Thu Trang, cháu muốn nói điều gì với người chồng thân yêu của mình ở dưới này? Dạ, con chỉ muốn nói chồng con là bình tĩnh. Cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt. Vâng, đấy là lời chúc. Xin cảm ơn. Và đấy cũng là lời chúc và mong muốn của chúng tôi, những người làm chương trình Ai Là Triệu Phú, đối với người chơi Nguyễn Tiến Luật, dạ. Một diễn viên. Thưa quý vị, mặc dù là một chương trình đặc biệt đến đâu đi chăng nữa thì Ai Là Triệu Phú vẫn có những cái luật bất di bất dịch. Và chính vì thế mà bây giờ thì chú sẽ nói cháu sẽ phải làm gì trong chương trình, cũng như bất kỳ ai đến với chương trình Ai Là Triệu Phú. Có tất cả 15 câu hỏi dành cho một người chơi trong một chương trình Ai Là Triệu Phú. Có 3 mốc quan trọng người chơi cần phải vượt qua là 5, 10 và 15. Và người chơi có 3 sự trợ giúp là 50-50, gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Cháu nắm rõ luật của chương trình chưa? Dạ nắm rõ. Đã sẵn sàng chơi chưa? Dạ cháu sẵn sàng. Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm Ai Là Triệu Phú. Câu hỏi đầu tiên: quốc gia nào sau đây thuộc châu Phi? Bulgaria, Nigeria, Hà Lan hay Canada? Cháu chọn câu B ạ. À. Phương án B, Nigeria. Đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 2: đâu là tên một bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh? Xe đạp em tên gì? Xe ôm em tên gì? Xe buýt em tên gì? Hay taxi em tên gì? Dạ cháu chọn đáp án D ạ. À. D, taxi em tên gì? Đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 3: đâu là một dụng cụ của nhà nông? Kính viễn vọng, áo phao, liềm hay thủy lôi? Dạ cháu chọn đáp án C ạ. À. C, liềm, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 4: những câu hát bé vừa ngoan lại múa hát thật hay, cô là mẹ và các cháu là con nói về cấp học nào? Trung học, mầm non, đại học hay cao học? Dạ cháu chọn đáp án B ạ. À. B, mầm non, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 5: đâu không phải tên một loài chim? Gõ kiến, bói cá, cu gái hay tập tành? Dạ cháu chọn đáp án D ạ. À. D, tập tành. Xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng.
Cháu đã nhanh chóng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên của chương trình. Dạ. Trả lời đúng cả 5 câu, cháu hiện nay đã có chắc chắn 2 triệu đồng tiền thưởng. Nếu trả lời đúng ở câu số 6, nó sẽ là 3 triệu. Và bắt đầu từ câu số 6, cháu có thêm sự trợ giúp thứ tư là tư vấn tại chỗ. Câu hỏi số 6. Bộ phim nào được giải phim hoạt hình hay nhất trong lễ trao giải Oscar năm 2016? Inside Out, Toy Story, Brave hay The Good Dinosaur? Cháu chọn đáp án A, Inside Out. A? Dạ. Inside Out. Tại sao cháu lại trả lời nhanh như vậy? Dạ, vì cháu nghĩ là cái phim Inside Out này là cháu có xem hồi năm ngoái rồi ạ. Còn mấy cái phim này cháu hình như là cháu chưa xem mà cháu thấy nó lạ, chưa có. cái Toy Story thì cháu nghĩ là cái phim này lâu rồi. Vâng, người chơi đã đưa ra câu trả lời cuối cùng và chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời của mình sau ít phút. Trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Cách đây ít phút thì diễn viên Nguyễn Tiến Luật đã quyết định chọn A, Inside Out là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi mà chúng tôi đưa ra là bộ phim nào được giải phim hoạt hình hay nhất trong lễ trao giải Oscar năm 2016. Và bây giờ là lúc chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. Xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Bộ phim này có tên tiếng Việt là Những Mảnh Ghép Cảm Xúc, là một bộ phim hoạt hình của hãng Pixar. Yeah. Và bộ phim đã vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký khác để giành giải phim hoạt hình hay nhất trong lễ trao giải Oscar năm 2016. Cháu đã trả lời đúng mà không mất một sự trợ giúp nào ở câu số 6 và đã nâng mức thưởng của mình lên thành 3 triệu. Nó sẽ được nhân đôi nếu như trả lời đúng ở câu số 7 và đừng quên là cháu có tới 4 sự trợ giúp. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Câu hỏi số 7. Khu vực nào trên thế giới được coi là quê hương của cây ca cao? Bắc Phi, Đông Á, Trung Mỹ hay Nam Phi? Cháu chọn đáp án C. Chọn C, đây đã phải câu trả lời cuối cùng chưa? Dạ. Câu trả lời cuối cùng. Dạ, đây là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu trả lời cuối cùng là C. Không nghĩ đến sử dụng một sự trợ giúp nào. Dạ. Bởi vì quá tin tưởng vào câu trả lời của mình. Dạ, cháu có nhớ loáng thoáng là cháu có đọc ở đâu đó rồi cũng không nhớ, nhưng mà cháu nghĩ là Trung Mỹ. Vâng, người chơi đã đưa ra câu trả lời cuối cùng là C. Chúng tôi xin đưa ra câu trả lời đúng. C, chúc mừng. Đó là câu trả lời đúng. Cacao có nguồn gốc hoang dại trong các khu rừng nhiệt đới Trung Mỹ và hiện tại thì nó được trồng ở rất nhiều quốc gia nhiệt đới trên thế giới. Ở Việt Nam thì cây cacao cũng được trồng nhiều ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên. Yeah. Rất tốt là cháu đã không sử dụng sự trợ giúp nào mà vượt qua câu số 7 và đã nâng mức thưởng của mình lên thành 6 triệu. Trả lời đúng ở câu số 8, mức thưởng sẽ là 10 triệu. Và chú luôn luôn nhắc người chơi có 4 sự trợ giúp. Yeah. Câu hỏi số 8 trị giá 10 triệu. Bút danh nào sau đây không phải của nhạc sĩ Dương Thụ? Trần Xuân Nam, Vân Đình, Ái Nhạc hay Từ Linh? Này cháu phải nhờ quyền trợ giúp rồi. Và cháu đang nghĩ đến sự trợ giúp nào? Dạ, cháu nghĩ đến sự trợ giúp 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi hai phương án sai. A và B là hai phương án sai. Chỉ còn lại hoặc Ái Nhạc hoặc Từ Linh. Nếu không chắc chắn cháu có thể sử dụng tiếp một sự trợ giúp. À, cháu nghĩ là cháu phải sử dụng thêm một quyền trợ giúp. Và đó là sự trợ giúp. Cái trợ giúp cuối cùng là cái gì? Hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Dạ. Vâng, chúng tôi xin hỏi trong trường quay ạ, rất nhiều cánh tay giơ lên. Phía trước cháu có và phía sau cháu cũng có. Cháu sẽ chọn cho mình một tổ tư vấn gồm 3 người đi. Cháu xin chào chú Lại Văn Sâm cùng tất cả khán giả trong trường quay ạ. Cháu tên là Lý Thảo Ly, cháu đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ. Hôm nay thì cháu xin trợ giúp cho chú là phương án D ạ. Người đầu tiên chọn D, Từ Linh, và chúng ta sẽ lắng nghe người tiếp theo. Cháu tên là Nguyễn Thanh Tuấn, cháu đến từ Bắc Ninh ạ. Ở câu hỏi này cháu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án D, Từ Linh ạ.
Người thứ hai cũng chọn D, Từ Linh. Và người cuối cùng. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Kiều Liên, đến từ trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Cháu xin chọn đáp án D. Cháu chắc chắn với đáp án này bởi vì là trong môn học của cháu thì có môn âm nhạc học đại cương. Nên là cháu đã từng nghe qua rồi ạ. D. Cảm ơn ba bạn nhiều lắm, tôi yên tâm rồi. Câu trả lời cuối cùng của cháu là đáp án D ạ. D, Từ Linh. Và chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. Chúng tôi xin chúc mừng tổ tư vấn, cả ba người đã trả lời đúng. Mỗi người sẽ nhận 200.000 đồng tiền thưởng của chương trình. Đó là một câu trả lời đúng. Từ Linh là một cái tên rất quen. Có một cặp nhạc sĩ sáng tác rất nhiều những bài hát tiền chiến ngày xưa là Đoàn Chuẩn, Đoàn Chuẩn Từ Linh. Cho nên thường thì các nghệ sĩ không lấy tên của người khác để làm bút danh cho mình. Nếu như cháu mà bình tĩnh một chút, có lẽ ngồi nhà thì chắc là cháu sẽ luận được ngay, đúng không? Với sự trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ, cháu đã vượt qua câu số 8 và đã nâng mức thưởng của mình lên thành 10 triệu. Nếu trả lời đúng ở câu số 9, nó sẽ là 14 triệu và chúng ta vẫn còn hai sự trợ giúp nữa. Câu hỏi số 9. Diễn viên nào đóng vai Cám trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể? Hạ Vi, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Thanh Vân hay Thanh Hằng? Cháu chọn đáp án B. Và câu trả lời cuối cùng của cháu là gì? Câu trả lời cuối cùng của cháu là đáp án B, Ninh Dương Lan Ngọc. B, Ninh Dương Lan Ngọc. Dạ. Thu Trang có vẻ hề hà lắm. Đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Vượt qua câu số 9, cháu đang có 14 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 10, cháu sẽ có một tấm séc của chương trình trị giá 22 triệu. Và vẫn còn hai sự trợ giúp nữa. Dạ. Câu hỏi số 10. Quốc gia châu Phi nào lần đầu tiên được đăng cai tổ chức World Cup? Algeria, Ghana, Nam Phi hay Kenya? Cháu chọn là đáp án... câu trả lời cuối cùng của cháu là đáp án C. C, Nam Phi. Dạ. Và cháu có nhớ là nó được tổ chức vào năm nào không? Hình như 2010. 2010. Dạ. Chắc chắn rồi, 2010. Và đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Năm 2010 thì lần đầu tiên FIFA mang giải đấu này đến với châu Phi và quốc gia vinh dự được đón nhận đăng cai là Nam Phi. Dạ. Chú rất vui khi được ký một tấm séc mỗi khi người chơi vượt qua câu số 10. Và tấm séc đầu tiên nó có trị giá là 22 triệu đồng. Chúng ta sẽ khoe với khán giả tấm séc của mình, được không? Dạ được chứ. Chúc mừng cháu, đây là tấm séc đầu tiên của cháu. Sau đó chúng ta sẽ đặt nó nằm xuống để chơi tiếp. Cháu đã có một tấm séc trị giá 22 triệu sau khi vượt qua câu số 10. Trả lời đúng ở câu số 11, nó sẽ là 30 triệu. Và bắt đầu từ câu số 11 này thì cháu nên nghĩ tới những sự trợ giúp và những câu trả lời của mình cần phải chắc chắn, được không? Dạ, vẫn được. Còn hai sự trợ giúp nữa. Câu hỏi số 11. Sobrino de Botin được mệnh danh là nhà hàng lâu đời nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness nằm ở thành phố nào? Madrid, Tây Ban Nha, Paris, Pháp, Venice, Ý hay Viên, Áo? Này cháu phải nhờ quyền trợ giúp rồi. Cháu xin nhờ quyền trợ giúp ở các bạn hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Dạ. Chúng tôi xin đọc câu hỏi và các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho bạn Nguyễn Tiến Luật đến chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh. Sobrino de Botin được mệnh danh là nhà hàng lâu đời nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness nằm ở thành phố nào? A. Madrid của Tây Ban Nha, B. Paris của Pháp, C. Venice của Ý hay D. Viên của Áo? Xin mời khán giả.
20% chọn A, 22% chọn B, 49% chọn C và 9% chọn D. Cháu sẽ là người quyết định. Dạ thì 49% nó vẫn chưa có tuyệt đối lắm. Cũng hơi hoang mang quá. Chưa qua bán đúng không? Dạ. Mà thôi, nếu mà cháu chọn sai thì cháu sai chung với quý vị khán giả, để cháu biết thêm được một cái nơi, một cái nhà hàng lâu đời nhất nó nằm ở đâu. Và cháu, đáp án cuối cùng của cháu là đáp án C ạ. C, Venice, theo 49% khán giả trong trường quay. Dạ. Và chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. À, như vậy là rất nhiều người nhầm ở mốc 11. Đây là một câu hỏi khó. Sobrino de Botín là nhà hàng có gần 300 năm tuổi, nằm ẩn mình trong trung tâm của Madrid, Tây Ban Nha. Nhà hàng mở cửa từ năm 1725 do đầu bếp người Pháp là Jean Botín và vợ điều hành. Nổi tiếng nhất là thịt cừu nướng và thịt lợn sữa quay giòn. Đó là một số thông tin cung cấp thêm cho cháu. Dạ. Cháu không bị mất gì cả. Tấm séc này là của cháu, hãy nhận lấy nó. Xin chúc mừng. Cảm ơn cháu đã đến chương trình và chúc cháu luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Người chơi tiếp theo trong chương trình đặc biệt hôm nay, kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, là bạn Trần Ngọc Thu Trang đến chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh, một diễn viên tự do, năm nay 31 tuổi và một diễn viên hài, còn có mệnh danh là Hoa Hậu Hài. Dạ. Đúng không? Dạ, thật ra thì cái tên Hoa Hậu Hài mà mọi người gọi á, thật ra lúc đầu con mắc cỡ lắm. Tại vì mình biết mình không có đẹp á, mà kêu mình Hoa Hậu mình mắc cỡ. Mà tại vì cái đó là do một cái lần tình cờ đi con đi tham dự cái giải được trong cái top 3 của HTV Award. Thì trong lúc mà phỏng vấn á, thì anh Bình Minh làm MC á, thì ảnh phỏng vấn con toàn là chữ H không. Thì con cũng đáp lại toàn chữ H. Anh Bình Minh có nói là Hoa Hậu Hài. Thì từ đó qua ngày hôm sau tự nhiên cái kêu con Hoa Hậu Hài không. Cái lúc đầu thì nghe cũng mắc cỡ mà sau này cũng thích. Ừ, không sao. Vâng. Bởi vì đấy là biểu lộ cái tình cảm yêu thương của người ta đối với cháu. Đơn giản thế thôi. Cũng như là rất nhiều là người mà gọi người yêu hoặc là vợ của mình là cún, là mèo, là chó, là gấu, vân vân, đúng không? Đấy cũng là một cái thể hiện cái tình yêu thế thôi. Dạ, tại chồng con hồi kỳ cũng có gọi con là cún mà con cũng quýnh chồng con quá trời. Chồng gọi là gì? Cún. Cún. Đấy là chồng yêu lắm mới gọi là cún. Dạ đó. Không, à. Tại vì con biết cái thâm ý chồng con là muốn kêu con gọi con là chó đó. Sở thích là đi du lịch với gia đình và thích đếm tiền. Ai mà chả thích đếm tiền, chú là đàn ông chú còn thích đếm tiền nữa là cháu. Con vì có một cái là cái sở thích rất là kỳ cục mà mặc dù là mình biết đó là tại vì cái thói quen hồi lúc mình còn sinh viên, con còn sinh viên á thì mình không có tiền nhiều thì đi diễn cũng mấy chục ngàn mà cứ lôi ra đếm hoài, mà biết là có mấy chục ngàn thôi đó mà cứ bỏ bóp rồi cái tối về cũng lôi ra đếm đúng mấy chục ngàn để đó xong đi ngủ, qua hôm sau cũng biết là có nhiêu đó tiền cũng lôi ra đếm, thành một cái thói quen bây giờ là tối là cứ lấy tiền ra đếm. Bây giờ có cả chồng con rồi vẫn thế. Vẫn dạ, giữ thói quen rồi. Đấy. Dạ. Mỗi người nên tìm cho mình một cái thú vui nào đấy. Dạ. Và cái đấy cũng là một thú vui. Nó không hại ai cả. Và nó tạo cho mình được một cái cảm xúc nào đấy là tốt rồi, đúng không? Dạ. Cảm xúc đối với con người mới là khó. Chứ còn tiền bạc là chuyện vặt vãnh, bình thường. Sở trường là ngủ. Sở đoản là hát. Không hát bao giờ? Dạ, có hát. Nhưng mà hát rất dở. Thì hồi năm ngoái á, có một cái công ty mời con chơi cái tài tử tranh tài là con phải hát thi hát cải lương. À. Con cũng tham gia, bậm gan tham gia luôn và con cũng quán quân. Cũng hát quán quân. Dạ. Bây giờ có thể hát lại cái câu cải lương đấy được không? Một câu thôi, được không? Dạ không, bây giờ con thí dụ mà con xin hát một câu ở trong Lan và Điệp được không? Được. Mặc dù đã quán quân nhưng mà con cũng hát tệ như xưa. Vâng. Dạ, giờ vâng. Con xin phép hát chút xíu. Mong mọi người đừng có cười nha. Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ.
Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Dạ, vẫn dở như xưa, con biết luôn. Không, như thế thì mà lại hát cùng với là một tài tử thật đúng không? Dạ đúng thì, rồi. Thì chú hình dung như thế là xứng đáng là quán quân rồi. Bởi vì cháu nói thế thôi nhưng cháu hát rất hay. Ví dụ như chú chẳng hạn thì chú rất mê cải lương. Dạ. Và nghe nó cũng ra cải lương ấy. Đó, nghe cháu hát rồi ra cải lương. Dạ, cố gắng gượng ép thì chắc cũng có ra. Là một người vui vẻ nhưng hơi nóng tính. Vui thì hiểu rồi. Bởi vì một diễn viên hài mà không vui thì làm sao truyền niềm vui đến cho khán giả được đúng không? Dạ. Thế còn nóng tính? Dạ, tại vì con thì có hay bị nóng tính đột xuất. Giống như là khi mình gặp một cái chuyện gì đó, cái mình không dằn được mình. Cái đó con biết là một cái khuyết điểm nhưng mà nhiều khi mình cũng chưa sửa được. Thế còn với chồng mình thì có hay nóng tính không? Dạ, chắc có. Cũng có? Dạ, có. Và thường nóng thì biểu hiện bằng cái gì? Thật ra cái nóng tính nhất của con mà con bộc phát nhiều nhất là con im lặng. Mà đối với chồng con, cái sự im lặng, cái sự tra tấn kinh khủng. Chồng của Thu Trang cũng là một nghệ sĩ. Cháu có thể giới thiệu với chồng cháu được không? Tại sao cứ để chú phải tự giới thiệu? Dạ, chồng con thì tên là Tiến Luật. Thì cái nghệ danh đi diễn cũng mọi người cũng hay gọi là Tiến Luật. Cũng là một diễn viên hài, cũng hay đi diễn chung với con. Cũng có diễn chung sân khấu thế giới trẻ. Anh ấy đấy. À, ấy là bạn đồng hành hôm nay đúng không? Dạ, đúng rồi. Vâng, chúng ta sẽ làm quen kỹ hơn một chút. Xin chào Tiến Luật. À, chào Tiến chú Luật. À. Vâng. Tôi mà hỏi bạn một câu là vợ bạn là người như thế nào thì bạn sẽ trả lời sao? Dạ, vợ con là người tuyệt vời. Cháu là sợ bạn im lặng hơn là bạn nói đúng không? Dạ. Và có hay im lặng không? Dạ, vợ con cũng hay im lặng lắm. Chú rất thương con. Dạ. Vâng, như thế là hình dung ra là mình cũng chịu đựng cũng khá đấy. Ừ. Sức chịu đựng cũng tốt đấy. Dạ, hồi trước tóc con nhiều lắm mà giờ nó yếu lại quá. Không, cái này là Du Quang. Vậy mà thật ra là tóc này là bẩm sinh chứ Du Quang cho con vậy không có được. Và bây giờ thì cháu sẽ gửi lời chúc tới người vợ thân yêu của mình ở dưới này đi. À, Trang ơi, cố lên em ơi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu phải làm việc rồi. Dạ. Cháu đến đây rất là vui, chúng ta đã được làm quen và thậm chí được nghe cháu ca một cái câu cải lương, nghe cũng rất là hay. Bây giờ thì công việc chính của cháu sẽ phải là trả lời những câu hỏi. Có tất cả 15 câu hỏi đang chờ cháu ở phía trước. Có 3 mốc quan trọng mà chúng tôi luôn muốn người chơi vượt qua là 5, 10 và 15. Và cháu có 3 sự trợ giúp là 50-50, gọi điện thoại cho người thân, học hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Cháu nắm rõ luật của chương trình chứ? Dạ. Đã sẵn sàng chơi chưa? Dạ, sẵn sàng. Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Theo một câu ca dân gian thì hoa gì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Hoa xưa, hoa xoan, hoa thiên lý hay hoa sen? Dạ, con chọn câu D, hoa sen. D, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 2. Bộ môn nào sau đây có số người thi đấu trong một trận là ít nhất? Bóng chày, bóng đá, bóng bàn hay bóng bầu dục? Dạ, con chọn câu C, bóng bàn. C, bóng bàn, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 3. Công Phượng là ai? Người mẫu, cầu thủ bóng đá, đầu bếp hay chuyên gia trang điểm? Con chọn câu B. Câu B, cầu thủ bóng đá. Dạ. Đó là câu trả lời đúng. Cháu có biết Công Phượng không? Nghe loáng thoáng thôi à, chứ con không có coi đá banh. Nghe loáng thoáng thôi đúng dạ. Không? Cầu thủ, đây là một cầu thủ đang thi đấu ở Nhật. Câu hỏi số 4. Ruốc theo phương ngữ Nam Bộ được gọi là gì? Trà là, trà bá, trà bông hay trà trà? Dạ, con chọn câu C. C, trà bông. Đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 5. Sapoche là quả gì? Sầu riêng, hồng xiêm, mãng cầu hay xoài? Dạ, con chọn câu B. B, hồng xiêm. Chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi. Xin chúc mừng.
Cháu đã vượt qua 5 câu đầu tiên của chương trình. Hiện nay cháu đã có chắc chắn 2 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 6, mức thưởng sẽ là 3 triệu. Và bắt đầu từ câu số 6, cháu có thêm sự trợ giúp thứ tư là tư vấn tại chỗ. Câu hỏi số 6. Ngày lễ nào sau đây được tính theo âm lịch? Ngày âm nhạc Việt Nam, ngày sân khấu Việt Nam, ngày thể thao Việt Nam hay ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam? Con đang phân vân là ngày sân khấu với ngày văn hóa dân tộc thôi à. Nhưng mà chắc con là có lẽ là ngày sân khấu Việt Nam, như ngày giỗ tổ thì tính theo cái ngày âm lịch ở dưới. Và cháu sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng. Dạ, câu B là câu cuối cùng của con. Câu trả lời cuối cùng là B. Dạ. Ngày sân khấu Việt Nam. Chúng tôi xin đưa ra câu trả lời đúng. B, xin chúc mừng. Và cháu có biết ngày đó là ngày nào không? Dạ, tháng 8, ngày 10, 11, 12. Chính xác là ngày 12 tháng 8 dạ. âm lịch hàng năm. Đó là ngày sân khấu Việt Nam. Cháu đã vượt qua câu số 6 và hiện nay cháu đang có 3 triệu. Trả lời đúng ở câu số 7, nó sẽ là 6 triệu. Và chú lại phải nhắc là cháu còn nguyên 4 sự trợ giúp. Dạ. Câu hỏi số 7. Bài hát nào sau đây được sử dụng làm nhạc phim bộ phim Bệnh viện Ma? Yêu và yêu, sau tất cả, mùa đông hay tôi là ai trong em? Trời, chết rồi. Sao? Sao lại chết? Chưa xem phim này. Dạ, phim này con đóng luôn đó, nhưng mà tại vì con không biết cái bài đó tên chính gì. Cháu đóng phim này. Chính mình đóng trong phim này mà không biết tên bài hát. Dạ, tại mình không có hát cho nên là không có coi biết là Harry là. Thật là thú vị. Con chắc con nghĩ là câu D quá à. Tôi là ai trong em quá à. Trời, giúp 50-50 đi. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi 2 phương án sai. Bệnh viện ma. Và câu hỏi nó ra cũng như ma, làm mình sợ phát khiếp. Không phải D, không chết, phải B. Chết rồi. Hoặc là yêu và yêu, hoặc là mùa đông. Nếu như cháu không biết, cháu có quyền sử dụng tiếp một sự trợ giúp nào đấy để chắc chắn, cần phải chắc chắn với câu trả lời. Vậy con xin chọn quyền trợ giúp thứ tư. Đó là tổ tư vấn tại chỗ. Dạ. Chúng tôi xin hỏi trong trường quay ai biết không? Trời ơi, nhục dễ sợ nhục luôn. Tiến luật cũng biết. Nhục quá à. Chồng cháu cũng biết. Vâng. Trời chết tôi luôn á, nhục quá à. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiến luật trước đúng không? Trời ơi. Bạn ấy giơ tay là sao? Tính giơ tay nói là đừng có hỏi cháu, cháu cũng không biết. Chứ bây giờ sao? Bây giờ có trợ giúp được không? Nhưng mà anh nghĩ là bài, anh nghĩ là câu A. A, yêu và yêu. Yêu và yêu. Yêu và yêu. Người thứ hai chúng ta sẽ lắng nghe tiếp. Cháu tên là Nguyễn Việt Hồng ạ. Cháu tới từ Phú Thọ và cháu đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Giao thông Vận tải ạ. Cháu xin tư vấn cho người chơi là đáp án A, yêu và yêu ạ. Trời ơi. A, yêu và yêu. Xin kính chào chú Lại Vân Sâm, xin chào người chơi và quý vị khán giả. Em là Bùi Lê Giang, sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em xin trợ giúp cho người chơi đáp án A, yêu và yêu. Em đã nghe bài hát này rất nhiều lần rồi ạ. Mặt biến sắc. Biến từ sắc. Lúc sợ hãi hoảng hốt khi mà thấy phương án D mà mình đã dự đoán nó bị mất đi. Sau đó là khi thấy cả trường quay rất là nhiều, hàng chục người giơ tay. Người ta không đóng phim này, người ta không tham gia trực tiếp vào phim này, người ta biết. Còn mình ở trong cuộc thì mình không biết. Chú đang xoay vào nỗi đau của con. Bây giờ thì sao? Ba người của tổ tư vấn đều chọn A, yêu và yêu. Cháu sẽ quyết định câu dạ. trả lời cuối cùng. Con chọn câu A, A yêu là yêu. Yêu và yêu. Chúng tôi xin đưa ra câu trả lời đúng sau ít phút. Trở lại với chương trình A là Triệu Phú. Cách ít phút thì bạn Trần Thu Trang đến chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh, một diễn viên hài, đã quyết định chọn A, yêu và yêu. Sau khi tham khảo ý kiến của tổ tư vấn tại chỗ, là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi mà chúng tôi đưa ra là bài hát nào sau đây được sử dụng làm nhạc phim bộ phim Bệnh viện Ma mà chính cô ấy thủ vai ở trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa xem câu trả lời đúng ở đây là gì.
Sai. À. Chúng tôi xin chúc mừng tổ tư vấn, cả ba người đã trả lời đúng, mỗi người nhận 200.000 đồng tiền thưởng của chương trình. Với sự trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ thì cháu đã vượt qua câu số 7 và hiện nay cháu đang có 6 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 8, mức thưởng sẽ là 10 triệu và chúng ta vẫn còn hai sự trợ giúp nữa. Câu hỏi số 8. Cây cầu nào ở Iran? A. Landoise Viaduct. B. Arjok. C. Kuripa. Hay D. Siosepol. Này hình như là con có nghe đâu đó rồi. Câu trả lời cuối cùng của con là câu D. D. Siosepol. Mạo hiểm vì nhớ là đã nghe ở đâu đấy rồi. Chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng là gì. D. Xin chúc mừng. Thật là xuất sắc. Cháu đã vượt qua câu số 8 và đã nâng mức thưởng của mình lên thành 10 triệu. Nếu trả lời đúng ở câu số 9, nó sẽ là 14 triệu. Dạ. Và đừng quên là mình còn hai sự trợ giúp. Câu hỏi số 9. Ngọn hải đăng Hòn Dấu nằm ở tỉnh thành nào của nước ta? Quảng Ninh, Phú Yên, Hải Phòng hay Bình Thuận? Dạ, câu này thì con chắc chắn không cần phải suy nghĩ. Con trợ giúp. Trợ giúp? Và đó là sự trợ giúp nào? Trợ giúp thứ ba. Đó là hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Dạ. Chúng tôi xin đọc câu hỏi và các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho bạn Trần Thu Trang. Ngọn hải đăng Hòn Dấu nằm ở tỉnh thành nào của nước ta? A. Quảng Ninh, B. Phú Yên, C. Hải Phòng, D. Bình Thuận. Xin mời khán giả. Chọn A, 9% chọn B, 79% chọn C và 1% chọn D. Cháu sẽ là người quyết định. Dạ, cái nào cao là mình chọn thôi. Dạ. Dạ con xin chọn câu C là câu trả lời cuối cùng của con. C, Hải Phòng. Và chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. Với sự trợ giúp của khán giả trong trường quay thì cháu đã vượt qua câu số 9. Cháu đang có 14 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 10, cháu sẽ nhận một tấm séc của chương trình trị giá 22 triệu. Dạ. Vẫn còn một sự trợ giúp đắc lực là gọi điện thoại cho người thân. Câu hỏi số 10. Đâu không phải là tên một chuyện nôm khuyết danh trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam? Tống Chân Cúc Hoa, Hoa Tiên, Phan Trần hay Nhị Độ Mai? Cái này con cũng chắc chắn là con không cần phải suy nghĩ rồi. Cũng trợ giúp. Nhưng mà mới nãy con trợ giúp rồi. Giờ giờ dừng cuộc chơi. Hên xui chú à. Hên xui. Dạ giờ con chọn câu B. Đấy con... đã phải là câu trả lời cuối cùng chưa? Dạ câu B là câu trả lời cuối cùng của con. B là câu trả lời cuối cùng. Tại sao cháu lại nghĩ là B? Trực giác. Trực giác? Dạ. Có bị nhiễm phim ma không? Không, thật sự cái câu này con hoàn toàn con biết luôn á. Con chỉ là... Trực giác? Dạ. Chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. B. Chúc mừng. Câu trả lời đúng đem đến cho cháu một tấm séc trị giá 22 triệu. Yes! Yes! Đây là tấm séc đầu tiên có trị giá 22 triệu sau khi cháu vượt qua câu số 10. Đầu tiên chúng ta sẽ khoe với khán giả được không? Dạ. Vâng, chúng ta sẽ khoe với khán giả. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta lại đặt nó nằm xuống để nghe tiếp câu hỏi. Cháu đã có một tấm séc trị giá 22 triệu sau khi trả lời đúng ở câu số 10. Giờ con cảm thấy phấn chấn quá. À, chắc chắn rồi. Nếu như trả lời đúng ở câu số 11, cháu sẽ nhận một tấm séc khác trị giá 30 triệu. Và chúng ta vẫn còn một
sự trợ giúp đắc lực là gọi điện thoại cho người thân. Dạ. Câu hỏi số 11. Nhà bác học nào đã dùng con lắc làm thí nghiệm để chứng tỏ rằng trái đất tự quay quanh trục của nó? Galileo, người Italia, Newton, người Anh, Foucault, người Pháp hay Huygens, người Hà Lan? Câu này nó bác học quá. Cháu có một sự trợ giúp. Hên xui nữa chú ạ. Lại hên xui? Dạ. Không sử dụng sự trợ giúp? Dạ không ạ. Mình phải để dành để mình thấy là mình còn một cái gì đó. Con không có coi đá banh thiệt, nhưng mà con biết là đội tuyển Ý đẹp trai lắm chú hả? Đội tuyển Ý đẹp trai. Dạ. Nhưng mà con thì con mê anh Beckham bên Anh. Newton là chắc không phải rồi chú ha. À chú hả? Ý chú hả? Câu trả lời của con, cùng của con là A. A, Galileo. Năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là giám đốc phát triển kinh doanh quản lý nghệ sĩ. Hiện cháu đang quản lý cho diễn viên Chibu và ca sĩ Gil Lê ạ. Ví dụ bây giờ chú muốn làm một chương trình gì đấy với lại Chibu hoặc là Gil Lê thì chú phải qua cháu. Dạ, gần như là vậy. À, xin chúc mừng. Chú nói thật, chưa bao giờ chú nhìn thấy một người chơi đối diện với chú một mắt nhỏ như cháu. Cháu sẽ trách mấy đứa bạn thân của cháu là cháu về Bắc Ninh rất nhiều lần rồi mà chưa ai mời cháu cái món này cả. Phải xem lại xem là tại sao lại như vậy. Câu trả lời của con, cùng của con là A. A, Galileo. Lại theo trực giác. Dạ. Sau khi dò hỏi chú Sâm không được, không có một tác dụng gì, thì quyết định chọn A, Galileo, chỉ vì các cầu thủ bóng đá Ý đẹp trai. Dạ. Chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. Con đã không nghi nghi rồi. Đã nghi nghi rồi đúng không? Nghi nghi rồi. Tại sao lại không chọn C? Sai, trực giác sai. Con lắc Foucault là được đặt tên theo nhà vật lý người Pháp là Foucault. Là một thí nghiệm để chứng tỏ rằng trái đất đang tự quay quanh trục của nó và là một hệ quả của hiệu ứng Coriolis cho chuyển động trong hệ quy chiếu quay. Như vậy là chúng ta đã sai trong cái trực giác lần này. Dạ. Cho nên là đừng có thấy người ta đẹp mà yêu. Chưa chắc đã hay đâu. Cứ như tiến luật nhà mình ấy là ổn, là hạnh phúc trăm năm luôn. Đây là tấm séc của cháu. Cháu không mất gì cả. Dạ. Nó trị giá 22 triệu đồng. Và cảm ơn cháu đã đến chúng tôi. Chúc cháu luôn luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị, bạn Thu Trang ra về với một tấm séc trị giá 22 triệu đồng sau khi vượt qua câu số 10 và sau khi đã đưa ra câu trả lời không đúng ở câu số 11. Thì cũng đúng lúc này thời lượng phát sóng của chương trình Ai là Triệu Phú tuần này đã hết. Và theo luật thì chúng tôi phải nhường chỗ cho các chương trình khác trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Với quý vị chỉ một câu nói thôi, cảm ơn quý vị thật nhiều vì sự quan tâm đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa rồi. Chúc các cháu nhân ngày quốc tế thiếu nhi mọi điều tốt đẹp nhất, tươi sáng nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.